Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Ngày hôm nay, mình đang có mặt tại sự kiện trải nghiệm sản phẩm mới nhất của nhà Fujifilm, Fujifilm XS20 và lens XF8mm f3.5 diễn ra tại Fujifilm X-Space Việt Nam. Bây giờ không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, hãy theo chân mình vào trải nghiệm sản phẩm này nhé. Fujifilm XS20 có một thiết kế nhỏ gọn kiểu công thái học, tức là cảm giác cầm nắm tốt, gọn nhẹ mà vẫn đầy đủ các chức năng. XS20 có một núm vặn kích thước lớn hơn so với người tiền nhiệm là XS10, cảm giác xoay đầm tay và chắc chắn hơn. XS20 được ví như là phiên bản thu nhỏ của chiếc XH2 mới ra mắt cách đây không lâu, với đầy đủ các công nghệ tiên tiến nhất như bộ xử lý X Processor thế hệ thứ 5, cảm biến 26.1MP, sắc nét trong một thiết kế gọn gàng. Màn hình cảm ứng lật linh hoạt giúp cho bạn dễ dàng quay vlog. Điểm trừ lớn nhất ở chiếc máy này có lẽ nằm ở khe thẻ nhớ được đặt cạnh viên pin, khiến cho nhiệt độ của máy tăng nhanh khi quay phim. XS20 có trang bị một ngầm gắn quạt tản nhiệt được đặt phía dưới màn hình, giúp tăng cường khả năng tản nhiệt của thiết bị khi thực hiện những tác vụ nặng. Trang bị viên pin NPW235 cho thời lượng chụp lên tới 750 tấm, gấp đôi so với người tiền nhiệm là XS10. Ngoài những chế độ giả lập màu phim tuyệt vời trước đây, Fujifilm XS20 còn được bổ sung thêm bộ lọc Nostalgic Negative, giống như trên các thiết bị dùng cảm biến X-Gen thế hệ thứ 5 như là XH2, XT5, v.v. Mặc dù bản thân chiếc XS20 chỉ sử dụng cảm biến X-Gen thế hệ thứ 4 mà thôi. XS20 trang bị chế độ Vlog giúp cho các thao tác khi quay vlog của người dùng thuận tiện hơn, cùng với bộ lọc mịn da và hiệu chỉnh sắc độ da rất đẹp. Khả năng quay phim của chiếc máy này được đánh giá là khá vượt trội so với phân khúc tầm trung. Bạn có thể có một chiếc máy nhỏ gọn, trang bị khả năng quay phim 6.2K ở 30 khung hình trên giây, giới hạn cực đại là 360 bitrate cùng định dạng Apple ProRes 422 hoặc Blackmagic RAW vô cùng chất lượng. Fujifilm cũng trang bị cho chiếc máy này khả năng quay phim định dạng F-Log 2 mới nhất, có Dynamic Range rộng hơn và dữ liệu màu lớn hơn, rất tiện cho nhiều mục đích hậu kỳ khác nhau. Khả năng lấy nét nhận diện khuôn mặt và mắt chủ thể của hãng đã nâng lên một tầm cao mới, với con chip tích hợp công nghệ Machine Learning giúp cho khả năng bắt nét của XS20 đạt đến mức độ không tưởng 1.9:1.10 khi so với các dòng máy khác đến từ nhà Sony. Nói qua một chút về chiếc lens XF8mm f3.5 mới ra mắt cùng chiếc XS20 này, thì chiếc ống kính này có một kích thước gọn gàng, tiêu cự ngắn tương đương khoảng 12mm trên hệ full frame, tính năng weather resistant cùng với khoảng cách lấy nét siêu gần giúp bạn dễ dàng chụp cả macro. Ngoài ra, định dạng ảnh bổ sung mới nhất đó là định dạng high efficiency, có một dung lượng nén thấp hơn nhiều so với định dạng JPEG, hứa hẹn sẽ thay thế hẳn JPEG trong tương lai. Để mà dễ liên tưởng thì định dạng này khá tương đồng với cả định dạng HEIF trên các thiết bị iOS của Apple. Fujifilm định vị XS20 là dòng sản phẩm phân khúc tầm trung, chung ngôn ngữ thiết kế với cả dòng XH cao cấp hơn. Ở sự kiện lần này, Fujifilm còn ra mắt Fujifilm X-App, cũng là một sản phẩm đáng nói. Ứng dụng di động mới nhất của Fujifilm được hứa hẹn sẽ xử lý các tác vụ cơ bản nhanh hơn, tích hợp trong đó là nền tảng mạng xã hội riêng, lưu trữ thông tin hình ảnh đầy đủ từ bộ lọc giả lập màu phim cho tới thông số, khẩu, tốc, và khả năng đồng bộ kết nối tối đa 5 thiết bị trong cùng một ứng dụng, giúp cho cả nhóm Fujier đi chơi cùng với nhau đều có thể dùng chung một thiết bị để kết nối và điều khiển cũng như xuất ảnh. Trên đây là đánh giá nhanh của mình về chiếc Fujifilm XS20 và ống kính XF8mm f3.5 mới nhất của nhà Fujifilm. Nếu như bạn muốn chúng mình đánh giá chi tiết và có thêm nhiều hình ảnh từ combo thiết bị này, hãy để lại bình luận ở dưới và cùng chờ đợi một video đánh giá chi tiết sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo đến từ channel của Tokyo Camera. Keep on moving on.